Nhơn Trạch 858, kênh thông tin chuyên mua bán và nhận ký gửi đất nền khu đô thị Phước An, Long Thọ. Chúng tôi chuyên nhận ký gửi đất nền các dự án xây dựng Hà Nội, HUD, Thành Hưng, Sunflower, EcoSun và DTA. Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý vị và các bạn. Hotline 0935 559 858. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh thông tin Nhân Trạch 858 sẽ đưa quý vị đến thăm vị trí khu đất để xây dựng bệnh viện đa khoa thành phố mới Nhân Trạch. Ngày 2 tháng 3, Sở Y tế và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã có buổi làm việc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện những đề án dự án đầu tư xây dựng của ngành y tế. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, ngành y tế có 43 dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Trong đó có 25 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm 22 trạm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, khoa sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và dự án về trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tỉnh và trung tâm y tế tuyến huyện. Hiện nay, toàn ngành y tế còn 5 dự án đang khởi công, gồm dự án nâng cấp cải tạo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện Phổi tỉnh, cùng xây dựng mới 3 trạm y tế, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh và trạm y tế xã Phú Lâm ở huyện Tân Phú. Tuy nhiên, trạm y tế xã Phú Lâm phải dừng thi công do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài các dự án trên, có 3 dự án đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mới, gồm Trung tâm Y tế huyện Nhân Trạch, Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa và Bệnh viện Dã chiến cách ly 500 giường tại Xuân Lộc. Đối với Trung tâm Y tế huyện Nhân Trạch, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc vòng 2. Dự kiến giữa năm 2022, dự án này sẽ được khởi công. Và đây là thông tin thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án Trung tâm Y tế Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai đưa lên cổng thông tin quốc gia. Đó. Thì đến nay mình tôi nghĩ thì cái thi tuyển cũng đã xong rồi đó. Đó. Này đã thông tin từ lâu là từ năm 2020. Và đây là cái vị trí cái khu đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Nhân Trạch. Và đây là cái vị trí trên bản đồ Google Maps. Đó. Và đây thì hôm nay chúng tôi đang đứng tại đường Lê Hồng Phong, vị trí khu vực sẽ triển khai xây dựng cái bệnh viện đa khoa thành phố Nhân Trạch theo như cái bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Nhân Trạch đến năm 2030. Thì cái khu đất này nằm ở cái tờ bản đồ 22 xã Phước An, Nhân Trạch, Đồng Nai. Đó. Thì nếu quý vị đã đi trên cái đường Lê Hồng Phong thì cái đoạn giữa từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra Nguyễn Văn Cừ thì nó nằm ở cái khúc giữa ấy. Cái khu đất trống mà đang trồng mì đây. Vì cái này cũng đã trong cái quy hoạch sử dụng đất nên là những cái cây tràm với lại các thứ là đã chặt hết rồi và chỉ trồng cái cây ngắn ngày thì để cho khi triển khai xây dựng thì có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Đó. Khu đất này có diện tích tầm 5 hecta đây, trong quy hoạch là 5 hecta. Thì ở đây sẽ xây dựng lên một cái bệnh viện đa khoa với 300 giường bệnh và tổng kinh phí của nó tầm gần 1.000 tỷ. Thì theo thông tin như quý vị vừa xem ấy thì khả năng rất cao là giữa năm 2022 cái dự án bệnh viện này sẽ khởi công triển khai xây dựng. Đó. Cái khu trồng mì đây thuộc tờ bản đồ 22 xã Phước An đó. Nằm ngay trên trục đường Lê Hồng Phong. Cách cái dự án EcoSun tầm khoảng 1 cây số, đi vào đến dự án EcoSun tầm khoảng 1 cây số.
Và sau đây thì tôi sẽ dùng Playcam bay lên trên cao để cho quý vị nhìn rõ hơn, hình dung rõ hơn cái phía khu vực này. Đó. Trước mắt quý vị là cái hướng đi ra đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đầu đường Đường Phong chọc ra Nguyễn Hữu Cảnh thì được quy hoạch là khu vực trung tâm hành chính thành phố Nhân Trạch với diện tích là 600 hectare. Đó. Đây. Khu vực này sẽ được triển khai xây dựng cái bệnh viện đa khoa thành phố Nhân Trạch này. Đó. Thì cái khu vực này thì nó nằm cách khu đô thị Phước An Long Thọ tầm khoảng 2 cây số. Đây, giờ tôi sẽ quay đến cái cuối đường thì quý vị sẽ nhìn thấy cái tòa nhà dầu khí nằm tại dự án xây dựng Hà Nội này. Đó, nhìn thấy cái chung cư dự án DTA đấy. Đó, trước mắt quý vị là cái tòa nhà chung cư của dự án xây dựng Hà Nội này. Đấy. Đó, trên đây thì tôi sẽ giới thiệu như thế quý vị nghiên cứu để xem xét. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi. Quý vị có nhu cầu mua bán đất tại khu đô thị Phước An, Long Thọ, hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận những thông tin mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin cảm ơn. Kính chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành.